Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. EVFTA và những vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đã được ký kết tại thủ đô Hà Nội và sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian sắp tới. Đây sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Vậy EVFTA là gì? Đây là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. EVFTA và các cam kết quan trọng, những điều cần lưu ý trong ngành nông nghiệp. Nông nghiệp cũng là lĩnh vực quan trọng, quyết định sự thành công trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam. Với EVFTA, sau khi ký kết chính thức, hiện hai bên đang trong quá trình vận động phê chuẩn và nếu được thông qua thì từ đầu năm sau sẽ có những thuận lợi, ưu đãi trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Các doanh nghiệp liên quan lĩnh vực công nghệ chế biến ở các ngành nông sản, thực phẩm, thủy sản sẽ chịu tác động trực tiếp. Khoảng 50% số dòng thuế ngành thủy sản sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. 50% số dòng thuế còn lại sẽ về không sau 3 đến 7 năm. Cụ thể, sau khi hiệp định này có hiệu lực, nhóm hàng thịt trâu bò tươi, ướp lạnh, đông lạnh, thịt heo tươi đông lạnh, thuế về căn bản sẽ giảm xuống còn 0%. Đối với mặt hàng rau quả, 530 trên 556 ngành thuế cũng về không khi hiệp định có hiệu lực. Bên cạnh đó, 93% các sản phẩm cà phê, hồ tiêu cũng sẽ được miễn thuế khi hiệp định EVFTA vào thực thi. Đây được đánh giá là ngành được hưởng nhiều ưu đãi nhất khi tham gia hiệp định EVFTA. EU hiện là một trong hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và đầu tư và là một trong những thị trường chính của nông sản Việt Nam. Đặc biệt, hàng thủy sản và cà phê là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Trong những lĩnh vực thương mại hàng hóa, gần như toàn bộ 100% biểu thuế và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn, tối đa là 7 năm. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Với các cam kết trên, hiệp định EVFTA giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy sản, tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận với thị trường 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu với hơn 50 triệu dân. Cơ hội và những vấn đề đặt ra của ngành nông nghiệp Việt Nam khi tham gia EVFTA. Cơ hội. EVFTA, thủy sản là một trong những ngành được kỳ vọng sẽ tạo ra bứt phá mạnh với những ưu đãi thuế quan mới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ngay khi hiệp định có hiệu lực, 50% số dòng thuế đối với sản phẩm thủy sản, khoảng 840 dòng thuế sẽ về mức 0. Đây là những dòng thuế hiện đang có thuế suất cơ sở từ 0 đến 22%, trong đó phần lớn ở mức cao từ 6 đến 22%. Còn 50% số dòng thuế còn lại hiện đang có thuế suất cơ sở từ 5,5 đến 26% sẽ về 0% sau 3 đến 7 năm. Không chỉ giảm thuế, đối với các mặt hàng cụ thể, EU còn có cơ chế bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam như vải Thanh Hà, vải Lục Ngạn, chè Tân Cương, nho Ninh Thuận, xoài Hòa Lộc, quýt Bắc Cạn, gạo Hải Hậu. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để nông sản Việt Nam khẳng định được thương hiệu trên thị trường thế giới. Những vấn đề đặt ra đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam. Những lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại cho ngành nông nghiệp Việt Nam là rất lớn. Nhưng EU vốn là thị trường khó tính. Bên cạnh những thời cơ sẽ luôn là những thách thức. Các nước EU sẽ chuyển sang hàng rào kỹ thuật như vấn đề hóa chất, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm,
Và đặc biệt, họ liên tục đưa ra những hóa chất mới để tạo ra những rào cản, buộc chúng ta phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Đối với xuất khẩu nông sản, nhắc đến EU chính là đề cập đến một trong những thị trường khó tính, yêu cầu cao về chất lượng. Các quy định đối với sản phẩm nhập khẩu của các nước khối EU liên tục thay đổi, khiến các sản phẩm của Việt Nam không đáp ứng kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Hàng hóa của Việt Nam khi nhập khẩu vào EU hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do những rào cản phi thuế quan như chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ do thị trường này đặt ra. Đối với hàng nông sản, EU đang áp dụng những phương thức kiểm tra giá trị gia tăng. Cơ chế này xuất phát từ việc phát hiện nhiều lô hàng không phù hợp với quy định của EU như nhiễm vi khuẩn, có lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là cơ chế để EU áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại. EU đã phối hợp tiến hành kiểm tra, các kết quả cho thấy hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam đối với các sản phẩm rau, gia vị khi xuất khẩu sang EU còn hạn chế. Khả năng đáp ứng cam kết về quy tắc xuất xứ. Việt Nam đang gặp phải vấn đề khi phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Nếu không thể đáp ứng được yêu cầu về giới hạn tỷ lệ phần trăm tối đa được phép của nguyên liệu nhập khẩu thì không được áp dụng ưu đãi thuế quan, từ đó giảm tính cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Hiện nay, các sản phẩm của Việt Nam đang bị EU yêu cầu áp dụng quy tắc xuất xứ thuần túy, bao gồm mật ong, thịt, phụ phẩm dạng thịt ăn được, trứng chim và trứng gia cầm, rau củ quả nguyên liệu, cà chua, nấm và nấm cục đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm, gạo, chế phẩm từ ngũ cốc, tinh bột, lá thuốc lá chưa chế biến. Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát triển nên phần lớn nguồn nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đều phải nhập khẩu. Từ những yêu cầu chặt chẽ về quy tắc xuất xứ như trên, với hơn 70% nguồn nguyên liệu Việt Nam phải nhập khẩu thì việc tìm ra giải pháp cho vấn đề đáp ứng các quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định EVFTA chính là một thách thức đối với ngành nông nghiệp. Riêng đối với nhập khẩu nông sản từ EU, việc ký Hiệp định EVFTA đồng nghĩa với việc Việt Nam phải sẵn sàng cho việc tiếp cận ồ ạt các sản phẩm có xuất xứ từ EU, luôn được đánh giá cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã. Điều này dẫn đến các áp lực cạnh tranh vô cùng lớn tại thị trường nội địa. Hàng hóa của EU vào Việt Nam dễ dàng hơn và giảm giá mạnh do không phải chịu thuế nhập khẩu. Hệ quả là việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất từ nước ngoài tại thị trường nội địa sẽ gặp khó khăn, thậm chí sẽ có những ngành phải thu hẹp sản xuất do không cạnh tranh được. Với nhiều mặt hàng vốn là chủ lực, thế mạnh của EU nhập khẩu vào Việt Nam như sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, gà, bò, thực phẩm chế biến, đồ uống, thuốc lá sẽ được giảm thuế. Từ đó gia tăng sức ép cạnh tranh cho các nhà sản xuất trong nước, không chỉ về giá mà còn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành được dự báo gặp bất lợi nhiều nhất đó là chăn nuôi. Giải pháp cho các vấn đề của ngành nông nghiệp Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA. Trước hết, các doanh nghiệp của Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đối mặt với các vấn đề đặt ra khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Theo đó, nông dân cùng doanh nghiệp Việt Nam phải tăng năng suất và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách hành động thiết thực, cụ thể như cải tạo và phát triển các loại giống tốt, có nhiều ưu điểm và năng suất, chất lượng cao, áp dụng các quy trình gây giống, nuôi trồng tiến bộ, hiệu quả, tổ chức các hoạt động sản xuất một cách có tổ chức, quy hoạch cụ thể, hiện đại. Đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu phải chịu sức ép cạnh tranh từ thị trường quốc tế, hoạt động sản xuất cần được tổ chức lại một cách chuyên nghiệp, nâng cao tiêu chuẩn hơn nữa. Chú trọng thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp, tạo lập duy trì và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp và cơ quan chức năng, từ đó hình thành các hợp tác xã vùng sản xuất nông nghiệp lớn, tham gia các hiệp hội ngành hàng, cùng nhau học hỏi, đưa ra các chính sách phát triển kinh doanh trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài nhằm nhận được nguồn vốn lớn và khoa học công nghệ tiên tiến. Cùng với đó, doanh nghiệp và người dân cần chủ động và xây dựng chiến lược xuất khẩu nông sản. Ví dụ đối với thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như EU, cần có những nhóm nông sản xuất khẩu chủ lực, đồng nghĩa với việc phải xây dựng danh mục hàng hóa nông sản xuất khẩu. Đối với áp lực, hội nhập
với tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp cần chú trọng đồng bộ về kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào quá trình sản xuất kinh doanh, làm cho sản phẩm của mình đáp ứng được với nhu cầu của thị trường.